năm 2015, tình hình chính trị xã hội trong nước ổn định, kinh tế tiếp tục phục hồi và tăng trưởng đã thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích thích tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, các cấp ủy đảng và nhân dân Vĩnh Long đã tích cực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng. Với quyết tâm cao, sự tập trung trong chỉ đạo, điều hành, nỗ lực phấn đấu của các thành phần kinh tế và nhân dân, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở hạ tầng phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên. Cùng với tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10 nhiệm kỳ 2015-2020 và chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghị quyết năm 2015 đạt và vượt 19 trên 24 chỉ tiêu. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư sau 20 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều thắng lợi. Qua 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay có 23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu 2 xã so với nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 9 nhiệm kỳ 2010-2015. Năm 2015, tỉnh cũng đã hoàn thành các công trình kết cấu hạ tầng về kinh tế xã hội tiêu biểu như dự án đường tỉnh 909 tiếp giáp đường tỉnh 902 tại xã Mỹ An, huyện Mang Thít đến tiếp giáp quốc lộ 54 tại xã Đông Bình, thị xã Bình Minh có tổng chiều dài 38,8 km. Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Vĩnh Long có tổng mức đầu tư 124 tỷ đồng, giải quyết thêm 2.862 hộ dân có điện. Năm 2015, Vĩnh Long đã hỗ trợ cho gia đình có công với cách mạng khó khăn về nhà ở, xây dựng, sửa chữa 4.441 căn nhà. Tỉnh đã long trọng tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 139 mẹ, trong đó có 25 mẹ được phong tặng. Tính đến nay, tỉnh có 2.696 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 276 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, được phụng dưỡng suốt đời. Năm 2016, năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng, tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả từ các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Cùng với đó là việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư, mang lại hiệu quả tích cực. Với quyết tâm đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà, tin rằng năm 2016, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, tạo tiền đề vững chắc, đưa Vĩnh Long đạt tỉnh khá trong khu vực. Xin được gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị đại biểu và quý khán giả gần xa đang quan tâm theo dõi chương trình đặc biệt gặp gỡ đầu xuân của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay. Thưa quý khán giả, chúng ta vừa theo dõi những hình ảnh từ thiết bị ghi hình trên không cho thấy sắc màu lung linh của tỉnh nhà đón chào Xuân Bính Thân 2016. Và trong ngày đầu năm này sẽ càng ý nghĩa hơn khi mà chúng ta được gặp gỡ và trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về những thành quả đạt được trong năm qua cũng như những định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà trong năm 2016. Với không khí tràn đầy niềm vui và hy vọng đó thì chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Và trong buổi gặp gỡ đầu xuân hôm nay thì chúng tôi cũng hân hạnh đón tiếp các đồng chí đại biểu đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân tỉnh nhà cùng về tham dự. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để thay lời chào mừng. Quý khán giả, trong không khí hân hoan mừng đảng mừng xuân mới thì đến với buổi gặp gỡ đầu xuân hôm nay, chúng tôi tin chắc rằng các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhà có rất nhiều điều muốn chia sẻ với người dân trong toàn tỉnh. Chính vì vậy mà mở đầu câu chuyện đầu năm hôm nay thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long có đôi lời phát biểu cùng với người dân tỉnh nhà. Nhân dịp năm mới, thay mặt cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh Vĩnh Long, tôi thân ái gửi đến các bậc lão thành cách mạng, quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, các đồng chí lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ hưu trí, cán bộ công chức, viên chức và người lao động, sĩ quan, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, cộng đồng, các doanh nghiệp, các chức sắc, tôn giáo,
các nhân sĩ, trí thức, thanh thiếu niên và toàn thể nhân dân của tỉnh Vĩnh Long lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng năm mới. Kính thưa quý khán giả, năm 2015 cũng là năm mà các ngành và nhân dân của tỉnh nhà đã nỗ lực hết mình để lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 12. Chính vì vậy mà ngay bây giờ thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ thông tin cho người dân trong tỉnh về những thành quả tiêu biểu nhất của tỉnh nhà trong năm 2015 vừa qua. Với sự quyết tâm cao của toàn đảng bộ, rồi chính quyền, rồi nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã làm tốt cái phát triển kinh tế cái khá toàn diện cả ba khu vực. Cái thu nhập của bà con nông dân á, năm nay so với năm 2014 á, thì tăng được hơn 3 triệu. Cái an sinh xã hội, cái quỹ với người nghèo chúng ta năm nay chúng ta làm khá tốt. Cái quỹ an sinh xã hội thì hiện nay chúng ta khoảng trên 155 tỷ. Còn cái gì người nghèo, quỹ với người nghèo khoảng hơn 20 tỷ. Và cái quốc phòng an ninh được đảm bảo. Cái tuyển quân năm nay đó, chúng ta làm khá tốt. Đặc biệt là năm nay chúng ta hoàn thành 23 xã đạt cái tiêu chí nông thôn mới. Trước đây nghị quyết chúng ta chỉ có 21 thôi, chúng ta đạt 23 xã. Cái thứ hai nữa là cái nước sạch. Bà con nông dân ở nông thôn ấy, sử dụng cái nguồn nước tập trung từ nhà máy ấy, thì từ 52% chúng ta đã nâng lên 60%. Giảm nghèo thì chúng ta chỉ hiện nay chúng ta chỉ còn có 2,43%. Đặc biệt năm nay một cái nữa là chúng ta đã được xếp vào cái tỉnh trung bình khá ở trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đó là những cái nổi bật nhất mà trong năm nay. Và hơn thế nữa, chúng ta là một trong những tỉnh đứng đầu của cả nước là chúng ta xây dựng và sửa chữa mới cho 4.441 căn nhà cho người có công với cách mạng. Đây là một trong những cái tỉnh đứng đầu của cả nước về công tác này. Thưa ông Trầm Văn Rón, được biết ông đã dẫn đầu đoàn đại biểu của tỉnh Vĩnh Long tham dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của đảng. Đại hội được đánh giá là có rất nhiều điểm mới. Vậy thì nhân đây, nhân ngày đầu năm, xin ông có thể vui lòng thông tin cho người dân tỉnh nhà được biết về những điểm mới từ đại hội này và chúng ta có những kỳ vọng như thế nào đối với những điểm mới này trong định hướng phát triển chung của đất nước. Chúng ta thấy rằng cái văn kiện của đại hội lần thứ 12 lần này á, có thể nói rằng có nhiều cái điểm mới. Trong đó nó nổi bật lên nó thấy có mấy điểm. Một là xoay quanh về cái tình hình kinh tế xã hội. Nói về tình hình kinh tế xã hội thì đặt vấn đề là làm sao mà chúng ta là phát huy cái mọi cái nhân tố, xem đó là một cái động lực để phát triển xã hội. Vấn đề thứ hai nữa đó là về trên cái lĩnh vực kinh tế thì xem trọng cái kinh tế tư nhân. Có thể nói rằng thời gian qua mà đặc biệt là trong cái nhiệm kỳ vừa qua, cái phát triển kinh tế tư nhân có thể nói rằng phát triển là khá là tích cực. Một trong những cái nguyên nhân để đưa cái nền kinh tế của chúng ta phát triển. Cho nên là đánh giá và cái điểm mới của chúng ta có thể là nhấn mạnh là làm rõ hơn về cái vai trò kinh tế tư nhân ở trong cái điều kiện của đất nước chúng ta hiện nay và là những cái năm tiếp theo. Còn trên cái lĩnh vực hệ thống chính trị thì có thể nói rằng đặt lại vấn đề, có thể là nhấn mạnh một cách rõ ràng hơn, là mạch lạc hơn. Và đồng thời có thể nói đây là một trong những cái bài học mà thời gian qua là đảng chúng ta lãnh đạo và thành công. Cái việc nhân dân, việc đảng chúng ta gắn bó với nhau một cách báo thịt với nhau, đây là có thể nói là nhiều đại biểu mà cho rằng cũng có nhiều ý kiến, trong đó có thể nói là cái đoàn đại biểu của tỉnh Vĩnh Long chúng ta cũng đặt nặng vấn đề này. Xem bất cứ công việc nào cũng vậy, nếu mà trường hợp chúng ta sát dân, gần dân, nắm được tâm tư nguyện vọng của dân thì chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề. Dù khó đến đâu thì chúng ta cũng sẽ giải quyết được tất cả những vấn đề đó nó tốt hơn. Còn kỳ vọng của tỉnh Vĩnh Long thì có thể nói rằng qua 5 năm vừa rồi, đặc biệt là năm 2015 vừa rồi thì kết quả chúng ta mang lại cái nhiều cái yếu tố là rất tốt, nghĩa là kinh tế chúng ta là phát triển, các cái lĩnh vực chúng ta có bền vững hơn như là ông chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã trình bày. Thì tới đây tôi nghĩ rằng trên một cái nền tảng đó, với kết quả là những năm qua, với cái sự mà cộng lực, với sự hợp tác cả một hệ thống chính trị rồi cùng với nhân dân, chúng ta sẽ là nhất định có một cái niềm tin là chúng ta quyết tâm sẽ hoàn thành là thắng lợi cái mục tiêu của năm 2016 và những năm tiếp theo của tỉnh Vĩnh Long của chúng ta. Dạ, hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho những niềm tin này. Kính thưa quý khán giả, đến với buổi gặp gỡ đầu năm hôm nay, nhân dịp đầu năm mới và cũng là bắt đầu cho một nhiệm kỳ mới, chúng tôi tin chắc rằng các đồng chí đại biểu tỉnh nhà có rất nhiều tâm tư và niềm tin muốn gửi gắm đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Vậy thì ngay bây giờ chúng tôi xin được mời các đồng chí đại biểu tỉnh nhà có thể cho biết ý kiến của mình. Kính thưa các đồng chí diễn giả, thì vừa qua tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 10. Thì trong chủ đề của đại hội có nội dung là đổi mới mô hình tăng trưởng,
phấn đấu đến năm 2020 thì tỉnh nhà sẽ đạt khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vậy kính mời các diễn giả có thể giải thích thêm về cái cụm từ là đổi mới ở đây chúng ta được hiểu như thế nào ạ? Vâng, ý kiến đầu tiên của vị đại biểu này thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có đôi lời chia sẻ. Như ý kiến của đồng chí Bí thư rồi ý kiến của đại biểu thì như chúng ta đã biết á, thay đổi mô hình tăng trưởng là một cái điều kiện tất yếu trong nền kinh tế thị trường để giải quyết vấn đề thứ nhất là về tăng năng suất, cái thứ hai là hiệu quả để có thể là cạnh tranh về cái trong cái nền kinh tế, thứ ba phải đảm bảo được cái tăng trưởng kinh tế nhưng mà phải đảm bảo cái tính công bằng xã hội, cho nên cái này các nước từ bạn trước chưa làm được. Về nội dung đó thì tập trung vào cái là thay đổi các cái ngành, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cũng như chúng ta đang có cái đề án tái cơ cấu ngành công thương, rồi chúng ta có cái đề án phát triển ngành du lịch, rồi cơ cấu lại cái cơ cấu đầu tư. Bây giờ chúng ta tập trung giảm cái tỷ trọng đầu tư công, đầu tư từ ngân sách nhà nước mà tập trung cái nguồn đầu tư cho các cái thành phần kinh tế khác, kể cả huy động trong rồi ngoài nước. Rồi một cái nội dung nữa là chúng ta phải cổ phần hóa các cái doanh nghiệp, đưa cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nói chung là trong cái nhiệm kỳ năm 16-20 này chúng ta tập trung tất cả các nguồn lực để làm thế nào để cho tỉnh Vĩnh Long trở thành cái tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Xin được cảm ơn ông. Chúng tôi xin được tiếp tục mời các vị đại biểu có ý kiến. Theo tôi biết, tỉnh ta rất chăm lo, quan tâm đến chính sách gia đình có công cách mạng. Xin hỏi năm 2015 tỉnh ta đã đạt được những thành tích công tác này như thế nào mà tỉnh đã chọn thực hiện tốt chính sách gia đình có công, một trong những sự kiện nổi bật của tỉnh? Xin được cảm ơn ý kiến của chị. Và bây giờ thì chúng với thắc mắc này thì Ngọc Hoa xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Rón có đôi lời chia sẻ. Cái việc uống nước nhớ nguồn, tôi cho rằng đây là một nhiệm vụ vừa là thiêng liêng, vừa là cao cả, vừa là trách nhiệm. Đây là vấn đề quan trọng. Riêng về tỉnh Vĩnh Long của chúng ta đã xác định rõ điều này. Và 2015 vừa rồi, tôi cho rằng đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cái nhiệm vụ chính mà Vĩnh Long chúng ta phải thực hiện. Trong đó có thể nói rằng Vĩnh Long như là phần ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có trình bày, riêng 2015 thì chúng ta đã xây dựng cơ bản về nhà ở cho người có công. Đến giờ này có thể là xây dựng cơ bản xong. Thưa với cô bác, có thể nói rằng nếu như mà chúng ta không tập trung toàn lực lượng, không tập trung những cái chính sách để chúng ta lo, thì chắc có lẽ là tỉnh Vĩnh Long của chúng ta kéo dài như là hàng năm thì phải đến 20 năm sau chúng ta mới xây dựng được là nhà khó khăn cho người ở, người của công. Một điều này nó rất là vô lý. Vì sao 40 năm rồi mà chúng ta đến giờ này mà chúng ta chưa xây dựng được? Cho nên quan điểm của tỉnh ủy và đồng thời được sự ủng hộ cả hệ thống chính trị, được ủng hộ của người dân, cho nên chúng ta đã tập trung mọi nguồn lực chúng ta xây dựng để chúng ta tập trung. Và nhân đây thì tôi có thể nói rằng một trong đó là một trong những nhiệm vụ mà chúng ta cũng đã hoàn thành được trước thời hạn. Và có thể nói là tỉnh Vĩnh Long của chúng ta là một trong những tỉnh là đứng đầu, là hiện nay là chúng ta hoàn thành được cái nhà ở cơ bản cho người có công. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta vậy là xong. Chúng ta cũng phải tiếp tục, chúng ta phấn đấu tới đây cũng phải sửa chữa, chúng ta phải tiếp tục xây dựng mới đối với những cái gia đình mà thời gian qua mà có thể nói là còn mà chúng ta chưa thực hiện được, chúng ta cũng phải tiếp tục rà soát lại để chính sách này ngày càng tốt hơn. Và vừa rồi đối với tỉnh Vĩnh Long chúng ta cũng vui mừng được là lễ phong tặng và tri tặng mẹ Việt Nam anh hùng. Chúng ta cũng rất vui, có nghĩa là hiện nay với cái tự nguyện của các cái tổ chức xã hội, với cái tổ chức đoàn thể, rồi với các cái tổ chức tôn giáo, rồi các doanh nghiệp, các cái doanh nhân, các đồng chí đảng viên đã lo chăm sóc và nhận phụng dưỡng suốt đời của các mẹ còn lại. Tôi cho rằng đây là một cái nghĩa cử là cao đẹp. Song song đó thì thực hiện cái chính sách an sinh xã hội. Trong thời gian qua thì chúng ta cũng tiếp tục chúng ta thực hiện vừa chăm lo cho người có công, vừa chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình nghèo của chúng ta. Chẳng hạn như năm nay thì tỉnh ủy có tập trung đầu tư, có nghĩa là chúng ta làm sao mà dùng cái ngân sách của tỉnh, rồi đồng thời chúng ta huy động, chúng ta các cái nhà tài trợ, những người con của quê hương Vĩnh Long
quan tâm đến Vĩnh Long, rồi các tổ chức trung ương do cái vận động của chúng ta thì năm nay chúng ta cũng cố gắng để chúng ta lo cho tất cả là gia đình nghèo năm nay đều có quà Tết. Và song song đó thì chúng tôi cũng tiếp tục là chúng tôi sẽ là hỗ trợ để làm sao gia đình hộ cận nghèo cũng có điều kiện để ăn Tết như là mọi người. Có nghĩa là làm sao Tết năm nay có thể nói rằng một cái Tết mà vui nhất, tức là làm sao tạo một cái điều kiện để làm sao là bà con chúng ta có một cái Tết nó đầm ấm, là cái Tết nó tiết kiệm, thì điều đó là chúng tôi rất quan tâm. Thưa với cô bác, có thể nói rằng qua đó thì chúng tôi xin thay mặt cho lãnh đạo tỉnh ủy cũng xin trân trọng ghi nhận những cái đóng góp cao cả của quý cô bác, của quý tổ chức tôn giáo, của các nhà hảo tâm, của những người con của quê hương Vĩnh Long ở ngoài tỉnh, ở ngoài nước đã dùng phần hỗ trợ để chúng ta xây dựng được như vậy. Xin hãy dành một tràng pháo tay cho những chia sẻ của đồng chí bí thư tỉnh nhà. Kính thưa quý khán giả, tỉnh Vĩnh Long là tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long với thế mạnh chính là kinh tế nông nghiệp. Chính vì thế mà những đầu tư cho nông nghiệp, nông dân và nông thôn luôn được tỉnh đặc biệt chú trọng. Và chúng tôi xin mời quý vị đại biểu hãy cùng theo dõi ghi nhận sau đây để thấy rõ hơn hiệu quả từ chương trình Mục tiêu Quốc gia đã mang lại cho nông thôn tỉnh Vĩnh Long. Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, hiệu quả mang lại rõ nét nhất chính là niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng nâng cao. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, khang trang, sạch đẹp hơn. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên. Hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững. Thi đua Vĩnh Long chung sức xây dựng nông thôn mới đã đưa chương trình mục tiêu quốc gia này trở thành phong trào rộng khắp trên toàn tỉnh. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp đúng hướng, tăng dần tỷ trọng công nghiệp dịch vụ, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Những kết quả trong xây dựng nông thôn mới đã thể hiện quyết tâm chính trị cao thông qua kế hoạch chỉ đạo cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát và liên tục. Vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ ở tổ, ấp, xã. Đây cũng là kết quả từ việc kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể cá nhân tiêu biểu trong tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm trong kế hoạch năm 2016 là phấn đấu mỗi huyện thị có thêm ít nhất một xã đạt chuẩn xã nông thôn mới. Nâng chất các tiêu chí ở những xã đã đạt chuẩn, các xã còn lại đạt thêm ít nhất một tiêu chí trở lên. Những bài học kinh nghiệm qua sẽ là tiền đề, cơ sở quan trọng cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, để việc thực hiện ngày càng thuận lợi hơn, kết quả đạt được cao hơn. Bên cạnh việc tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng thì các chính sách để hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao hơn nữa thu nhập của người dân và nâng cao hơn nữa mức sống của người dân, đặc biệt là người dân ở vùng nông thôn cũng rất mong được tỉnh chú trọng đầu tư đúng mức. Với kỳ vọng này thì chúng tôi xin được hỏi ông Nguyễn Văn Quang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, thì ông có thể chia sẻ cụ thể là trong những năm tới đây tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung đầu tư cho những nhóm ngành nào trong vấn đề sản xuất lĩnh vực nông nghiệp? Như chúng ta đã biết thì chúng ta đã có cái đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Cái nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp nó rất là rộng, cho nên nó dính líu rất nhiều đến bà con nông dân ở nông thôn. Cho nên tôi nói mấy cái ý chính thôi. Một là bây giờ chúng ta đã có những cái mô hình sản xuất có hiệu quả, rồi có những cái cánh đồng mẫu lớn, thì tới nay những cái mô hình có hiệu quả chúng ta nhân rộng ra. Và những cái mô hình mẫu lớn mà rất mừng là gần đây có đồng chí phó bí thư đã nghỉ hưu ở thành phố, ông về tính làm một cái cánh đồng mẫu lớn chuyên về gạo xuất khẩu và để cung cấp cho các cái siêu thị lớn thành phố Hồ Chí Minh. Cái thứ hai nữa, trong tái cơ cấu của ngành nông nghiệp đó, thì chúng ta bây giờ tăng cường cái quản lý cái phân bón và cái thuốc trừ sâu ở trên các cái sản phẩm nông nghiệp. Trong cái thời buổi cạnh tranh này, nếu mà chúng ta không làm tốt cái này thì sản phẩm chúng ta là không có xuất khẩu được. Một là cái phân bây giờ chúng ta hạn chế sử dụng cái phân vô cơ, sử dụng cái phân hữu cơ, rồi làm sao cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chúng ta cũng phải làm cho nó tốt. Một cái vấn đề thứ ba nữa là Vĩnh Long là cái tỉnh đất hẹp, người đông, cho nên chúng ta chú trọng tới là cái nông nghiệp công nghệ cao. Mà báo cáo với quý bà con nông dân là tỉnh đang hợp tác với cái tập đoàn của Israel
để là quy hoạch cái lượng chứng kinh tế. Sau đó thì các cái nhà đầu tư họ về Vĩnh Long họ chỉ cần căn cứ vào cái lượng chứng này để họ có thể họ phát triển cái nông nghiệp. Chúng ta bàn công chuyện làm ăn thì tin chắc rằng là bà con nhân dân tỉnh nhà rất có nhiều điều muốn chia sẻ phải không ạ? Xin mời ý kiến của bà con. Theo nhận định của các chuyên gia thì lĩnh vực nông nghiệp của ta gặp khó khăn trong vấn đề hội nhập. Xin hỏi theo như tỉnh ta sẽ tính như thế nào trong dịp năm tới nhằm ổn định tình hình vấn đề lĩnh vực nông nghiệp, đang giúp nâng cao đời sống cho nông nghiệp thời gian tới tốt đẹp hơn. Dạ, cả nông dân rồi đúng không thưa chú? Dạ, xin được cảm ơn ý kiến của chú. Và dạ, chúng tôi xin được mời đồng chí bí thư tỉnh ủy ông Trần Văn Rón có thể chia sẻ điều này. Có thể nói rằng đúng vậy. Cái lĩnh vực ở nông nghiệp mà đặc biệt đối với nông nghiệp nông thôn thì chịu một cái ảnh hưởng rất lớn, mà đặc biệt đối với tỉnh Vĩnh Long của chúng ta, cái nông nghiệp cho chúng ta là chính. Cho nên cái xác định trong cái quá trình chỉ đạo của chúng ta xem cái nông nghiệp là mặt trận hàng đầu để phát triển kinh tế của tỉnh Vĩnh Long chúng ta hiện tại và 5 năm tới, có nghĩa là như là cái nghị quyết của đại hội của tỉnh đảng bộ chúng ta 5 năm tới 2016-2020 thì chúng ta cũng vẫn xem nông nghiệp là mặt trận hàng đầu để chúng ta tập trung. Nhưng mà nông nghiệp thì chúng ta phải nghiên cứu, có nghĩa là nông nghiệp phải là nông nghiệp chất lượng cao, và một trong những cái khâu mà quan trọng chúng ta làm sao vừa sản xuất mà gắn với tiêu thụ, tôi cho rằng cái khâu này là đặc biệt quan trọng. Mà đối với tỉnh ủy rồi cùng với các ngành các cấp phải có trách nhiệm cùng với người dân chúng ta là phải tìm đầu ra. Tìm đầu ra để cho khoản sản xuất chúng ta trên cái lĩnh vực nông nghiệp chúng ta đã phát triển cho nó tốt hơn. Xin được cảm ơn chia sẻ của ông Trần Văn Rón. Và bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục mời bà con nông dân cũng như là tất cả quý vị đại biểu có mặt trong buổi gặp gỡ đầu xuân hôm nay chia sẻ tâm tư của mình. Xin được nghe ý kiến của chú ạ. Số lượng các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm của bà con nông dân trên địa bàn còn rất ít. Vậy thời gian tới những giải pháp gì tỉnh đặt ra thu hút những doanh nghiệp về đầu tư và tăng cường thu hút sản phẩm của bà con nông dân ở tỉnh nhà? Dân, với thắc mắc này của bà con nông dân thì không biết là ông Nguyễn Văn Quang sẽ có điều gì muốn chia sẻ. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long chúng ta đó, có khoảng 2.700 các doanh nghiệp đang hoạt động, thì cái tỷ lệ chỉ có khoảng 2% cái doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp thôi. Cho nên cái này trong cái thời gian tới chúng ta cũng phải tính. Bây giờ mới có mấy cái thông tin mà có thể các cái nhà doanh nghiệp, nhà đầu tư thời gian tới thì chúng ta cần quan tâm. Tôi nói thứ nhất là có cái nghị quyết 210 của Thủ tướng Chính phủ về ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Cái này là rất là nhiều. Cái thứ hai là cái nghị quyết là 145 của Chính phủ về cho vay để các doanh nghiệp, các hộ dân có thể vay để tập trung đầu tư sản xuất cho cái nông nghiệp. Và Vĩnh Long mình thì có cái quyết định 07 để giải quyết những cái vấn đề mà chính phủ đã đưa ra từ cái cấp vĩ mô, thì cái cấp vĩ mô Vĩnh Long đã có cái quyết định 07 làm thế nào trong cái thời buổi hội nhập này có thể nhiều nhà đầu tư sẽ tập trung vào cái đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn của chúng ta. Kính thưa quý khán giả, không chỉ trên lĩnh vực nông nghiệp mà ngay cả lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại và dịch vụ cũng được dự báo sẽ gặp phải rất nhiều thách thức mạnh mẽ trong quá trình hội nhập. Thế thì trong bối cảnh đó, tỉnh nhà sẽ có những kế hoạch thu hút đầu tư như thế nào để tăng cường hơn nữa cho sự phát triển của những lĩnh vực này? Trước khi trao đổi với các vị đại biểu về lĩnh vực này thì chúng tôi xin mời hai vị khách mời cũng như toàn thể bà con nông dân và quý khán giả gần xa cùng theo dõi ghi nhận sau đây của nhóm thực hiện chương trình. Theo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long, ước thực hiện chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh là 12,3%, giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng trên 13,5%. Trong đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh của Viện Nghiên cứu Kinh tế Phát triển thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tư vấn cũng chỉ ra rằng cơ cấu kinh tế của Vĩnh Long đã vượt qua ngưỡng cân bằng giữa khu vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, đánh dấu khởi điểm phát triển lên công nghiệp hóa. Để thành tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thương mại dịch vụ tiếp tục phát huy thế mạnh là khu vực chiếm tỷ trọng cao nhất trong GRDP của tỉnh, mà mục tiêu cụ thể đến năm 2020 là đạt tỷ lệ 45%. Cũng theo các chuyên gia kinh tế thì Vĩnh Long là một trong 4 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang trong giai đoạn tích lũy cơ sở vật chất và xã hội để cất cánh. Do vậy, cần phải giải bài toán chuyển từ tăng trưởng quy mô sang tăng trưởng chất lượng. Về phía chính quyền, Vĩnh Long đang tiếp tục thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Với mục tiêu trở thành tỉnh khá của đồng bằng sông Cửu Long, Vĩnh Long đã xác định hướng đi rõ ràng là phát huy nguồn nhân lực, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và trở thành tỉnh trung tâm trong việc chế biến nông sản, tạo ra chuỗi giá trị mới cho sản phẩm. Thêm vào đó, nếu khai thác tốt vị trí kề cận thành phố Cần Thơ sẽ giúp Vĩnh Long trở thành mắt xích kết nối thị trường lao động, hàng hóa dịch vụ cho cả vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long. Quý khán giả, nhiều chuyên gia kinh tế đã nhận định con đường quan trọng và ngắn nhất để đẩy mạnh sự phát triển của địa phương đó chính là thu hút nguồn vốn bên ngoài. Vậy thì nhân đây, nhân buổi gặp gỡ đầu năm hôm nay và cũng là nhân nhiệm kỳ mới thì chúng tôi xin được hỏi ông Trần Văn Rón, tỉnh Vĩnh Long sẽ có những kế hoạch thu hút đầu tư để nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh của các lĩnh vực công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ của tỉnh nhà ra sao? Tôi nghĩ rằng trên cái lĩnh vực là công nghiệp thì chúng ta phải tiếp tục chúng ta kêu gọi đầu tư. Hiện nay thì chúng ta đã có hai cái khu công nghiệp và một tiến công nghiệp cổ chiên, và tới đây thì chúng ta sẽ xây dựng thêm một cái cụm công nghiệp thì tiếp tục là chúng ta phải kêu gọi đầu tư. Thì muốn làm tốt được việc này thì cái cải cách hành chính chúng ta cũng cần phải làm mạnh hơn, làm tốt hơn, để cho khi mà các nhà đầu tư vào Vĩnh Long thì người ta cảm thấy rằng đối với Vĩnh Long là một trong những nơi mà chúng ta cần phải đến. Bởi vì cái thông thoáng của chúng ta phải tạo điều kiện cái thông thoáng cho nó tốt thì người ta mới đến. Và song song đó thì bây giờ cái tính là thân thiện, mà tôi nghĩ rằng tính thân thiện của tỉnh Vĩnh Long của chúng ta là bà con tỉnh Vĩnh Long chúng ta, doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Long và lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Long chúng ta thì có thừa, và chúng ta thời gian qua chúng ta cũng là thực hiện cũng khá tốt, và tiếp tục nói như vậy thì chúng ta cũng phải cần là tiếp tục là thực hiện cho nó tốt hơn. Và song song đó thì chúng ta cũng phải là tiếp tục chúng ta tháo gỡ khó khăn ở trong cái sản xuất kinh doanh. Thưa với cô bác, có thể nói rằng những năm gần đây, đặc biệt là năm 2015 và những năm trước thì doanh nghiệp chúng ta rất khó khăn. Ngay cả tỉnh Vĩnh Long chúng ta là chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp nhỏ là chính. Mà nhỏ rồi mà trong quá trình sản xuất chúng ta khó khăn, cái đầu ra chúng ta không đảm bảo thì doanh nghiệp chúng ta sẽ khó. Những cái gì mà tôi nghĩ rằng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cái sản xuất kinh doanh nói chung, trong đó có cái doanh nghiệp, thì chúng ta cần phải làm, và chúng ta tới đây chúng ta cần phải làm cho nó tốt hơn. Nhiều chuyên gia cũng cho biết muốn thành công và thành công lớn thì cần phải biết rõ về mình. Vậy thì nhân ngày đầu năm hôm nay thì chúng tôi xin được hỏi ông Nguyễn Văn Quang, xin ông có thể vui lòng cho biết đâu là những lợi thế và đâu là những thách thức của tỉnh nhà trên lĩnh vực công nghiệp dịch vụ trong những năm tới đây. Như bà con đã biết thì tôi nói về cho nó dễ hiểu. Ví dụ như trước đây đó thì mình muốn đánh bắt cá thì phải trong ao hồ. Thì là cá nhỏ, ít cá thôi. Bây giờ ra biển cả mênh mông, cá lớn cá nhiều. Thì bây giờ thì sóng gió nó cũng nhiều, bão tố cũng nhiều. Như vậy thì cái sức cạnh tranh nó càng quyết liệt hơn. Nhưng mà mình bên cạnh đó mình cũng có một số cái thuận lợi. Lần thứ nhất là cái quy mô của mình, doanh nghiệp 2.700 cái doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Long đa số là vừa và nhỏ. Như vậy thì chúng ta có linh động hơn để chúng ta thay đổi cái công nghệ để sớm hơn. Cái thứ hai đó thì bây giờ có các cái doanh nghiệp lớn thì mình bây giờ mình chuyển sang mình cung ứng nguyên liệu cho các cái nhà đầu tư, cái nhà khác mà người ta có thị trường để người ta xuất khẩu. Một cái vấn đề thứ ba nữa đó thì mình cũng đã doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng mà mình cũng có bán hàng truyền thống. Tôi nói thí dụ như hột chịch muối, trước đây mình có cái mặt hàng truyền thống của mình là Trung Quốc, của Đài Loan, của Hàn Quốc và một số nước. Thì bây giờ mở rộng cái thị trường ra, mình có nhiều nước để mình xuất khẩu. Bên cạnh đó cũng báo với bà con và các doanh nghiệp thì cạnh tranh lớn, nhất là cạnh tranh khốc liệt. Cái thứ hai đó là cái công nghệ của chúng ta. Công nghệ chúng ta là vừa và nhỏ, nó lạc hậu, cho nên sử dụng rất là nhiều lao động. Cạnh tranh thị trường rồi giá rất thị trường rất là khó. Một cái nữa là ô nhiễm môi trường. Đó, cái này chúng ta cũng phải cần tính. Như thế thì nhân đây và cụ thể hơn thì chúng tôi xin được hỏi ông một vấn đề. Thế thì trong năm 2016 và đặc biệt là những năm tới đây nữa thì tỉnh sẽ có những giải pháp hỗ trợ như thế nào nhằm phát huy hơn nữa năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như là doanh nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay? Thì như trong cái văn kiện của đảng đó, giáo dục đào tạo khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. Cho nên là trong cái thời gian tới cái khoa học công nghệ chúng ta đặc biệt quan tâm. Nhưng hiện nay cái khoa học công nghệ nó vướng nhất là cái cơ chế quản lý. Bây giờ tới đây mình nói cho nó gần mình dễ hiểu là mình xây dựng nông thôn mới. Thì bây giờ khoa học công nghệ với nông thôn mới triển khai như thế nào? Mình tới đây mình có quy hoạch định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Thì bây giờ khoa học công nghệ đối với cái nông nghiệp công nghệ cao này chưa thế nào để làm sao để thu hút được đầu tư, mình cung cấp
cho được những cái nhà khoa học và những cái đề tài khoa học, những lĩnh vực khoa học để các cái nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư sâu vào cái lĩnh vực nông nghiệp, thì tôi nghĩ những cái giải pháp toàn diện như vậy thì có thể đưa cái kinh tế chúng ta hội nhập tốt hơn trong thời gian tới. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý khán giả, những hoạch định, những kế hoạch của tỉnh nhà trong năm 2016 cũng như những năm tới đây muốn thành công đều rất cần sự đồng thuận của toàn đảng, toàn quân, toàn dân trên địa bàn tỉnh nhà. Chính vì vậy mà trong buổi gặp gỡ đầu năm hôm nay, chúng tôi tin chắc rằng các đồng chí tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh cũng có nhiều điều muốn kêu gọi đến sự đồng thuận của toàn dân. Xin được nghe ý kiến của ông Trần Văn Rón về vấn đề này. Đúng vậy, tỉnh Vĩnh Long chúng ta muốn phát triển cho nó tốt hơn, và tôi nghĩ rằng một trong những cái nhân tố tôi cho rằng đầu tiên là cái đoàn kết, cái nhất trí từ ở trong nội bộ ra ngoài nhân dân, từ nhân dân vào trong nội bộ có một cái đoàn kết nhất trí. Bao giờ cũng vậy, bất cứ một cái tổ chức nào cũng vậy, cơ quan nào cũng vậy, nhân dân nếu như chúng ta đoàn kết nhất trí tốt thì việc gì chúng ta cũng sẽ thành công. Thì điều đó là có thể nói rằng tỉnh Vĩnh Long chúng ta cũng hy vọng và sẽ có một cái đoàn kết nhất trí và sẽ phấn đấu, và cũng với một cái niềm tin của năm 2016 và đồng thời năm 2015 kết thúc thì nó sẽ mang lại cái thắng lợi của 2016. Và với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, thì người dân tỉnh nhà hoàn toàn có thể đặt hy vọng là năm 2016 và những năm tiếp theo đây, tỉnh Vĩnh Long sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên mọi lĩnh vực. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho niềm tin này. Vâng, và đến đây thì buổi gặp gỡ đầu năm của Xuân Bính Thân 2016 cũng sắp nói lời tạm biệt, và chúng tôi cũng xin được thay mặt những người thực hiện chương trình gửi lời chân thành cảm ơn đến ông Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cùng toàn thể quý vị đại biểu đã tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chúc toàn thể quý vị đại biểu và quý khán giả gần xa năm mới thắng lợi mới.